Vâng, thế bảo hôm nay sẽ đánh đến tầm 10 giờ tối. Anh em thoải mái, kèo ra còn dài, 10 giờ tối mới nghỉ. Và đây là trận diễu đầu tiên trong trận đấu thứ 3. Vung! Và Gitty trong tay game thủ, he he. Vâng, ựa rồi. Vâng, BB được cầm Babylon. Đại lý tiêu phòng là người được cầm pan. Vâng, bầu thắng được cầm pan nữa. Và Hồng Anh là người được cầm Summer. Như vậy là hai pan rơi vào tay đại lý tiêu phòng và bầu thắng. Trong khi đó, Kiên Ghét được cầm Egypt này. He he là người được cầm Hitty này. Pan Brian trong tay game thủ bầu hòa LV. Và Hitty trong tay game thủ chim sẻ nháng. Như vậy là hit pan Egypt đối đầu với pan Baby Sam. Hit pan Egypt đối đầu với pan Baby Sam. Quân này thì cũng đánh được. Vậy là trận đấu thứ 3, trận đấu bản lề rồi. Thắng chung kết trong trận đấu thứ 2 nó vỡ hòa cảm xúc quá. Vâng. Vỡ hòa cảm xúc rồi. Vâng, cố lên anh em nào. Vâng, màn máy mà đang xem là Hitty trong này thủ hè ở đầu cánh. Cậu trẻ cầm Hitty đây. Ôi, thế chủ lực trong cánh. Vâng, hãy cẩn thận có kẹp xăm thôi. Vâng, hãy cẩn thận có kẹp xăm. Vâng, ở ngoài cánh đó chính là bầu hòa LV khi được cầm Pimeran. Bầu hòa LV cầm ban luôn. Một trận đấu bầu hòa LV cầm Persian. Đánh về tàu mà không dâng lờ chết dần đến kích chín. May. Vâng, chấp dần, lên dần. Đây là màu 4. Game thủ xin lỗi, đây là Kiên Ghét. Anh được cầm Egypt ở trong cánh cùng với game thủ chim sẻ. Đúng hai màu 5-8 trong cánh. Vâng, 6-7 đẩy ra ngoài đánh chém. Có khả năng he he phải đánh chém của Hitty rồi. Vâng, sao lại đen dần? Vì đơn giản là đánh kèo tạ thì phải chấp đen dần. Bốn game thủ top 1 sẽ phải đen 1 dần trước 20 giây trong game. Trước giây thứ 20 trong game là phải đen 1 dần. Nếu như không đen dần sẽ bị xử thua. Vâng, đây là trận đấu đầu tiên trong trận đấu thứ 3. Vâng, màn máy của game thủ chim sẻ nhà Hitty xem nào. Xem đồ ăn và thế nhà như thế nào. Vâng, nhìn qua nhà sẻ là bài bán sa mạc. Tôi xem bầu hòa LV đi Pan Miran. Một bài bán không chưa đổ lộ về. Tôi cũng nghĩ xem cộng sẻ thôi. Em đợi chút mình nghỉ đi. Vâng, rất cảm ơn anh Phạm Đức Lợi đã inbox vào fanpage Hải Mario của em hôm nay. Vâng, xin cảm ơn anh cái gì nhỉ? Vâng, xin cảm ơn anh Hoàng Nguyễn. Anh đã gửi tặng em cái cả điện thoại trên fanpage Hải Mario. Cảm ơn anh rất nhiều, thank you anh nha. Anh em nào rảnh thì có thể sang fanpage mình và trở thành người ủng hộ cho fanpage Hải Mario của em nha, cảm ơn mọi người. Vâng, trở lại với trận đấu này, đây là máy thủ chim sẻ nắng vài đấu mà 27 dân PT ở trong cánh. Không phải hiểu đây.
Chúng ta sẽ chuyển sang màn mấy cuộc bầu hòa LV cầm ban thế nào. 18 trên 20. Ăn thêm một bầy hiệu, chưa biết nhân đôi ăn cả hiệu cả vàng. Đối mình là hit bàn để dịp đối đầu với pan baby sam. 18 trên 20. Vâng, he he là cầm hitty, đóng gánh là đóng BB. Vâng, đây là anh Kiên KS được cầm Egypt. Vâng, thêm chiếc BS nữa. Vâng, he lên đời rồi. Đây là BM của he và BL. Hitty đánh chém đầu cánh đến từ game thủ he. Vâng, màn hình máy của game thủ chim chảy như nào. Vâng, đang đóng nhà điều kiện. Đã lên đời xong. Bộ hòa LV thì ăn thêm mấy hiệu nữa. Và kính đời ở 11-13. Với 18 dân vàng. Và có chiếc BS nhân đôi ăn vàng rồi. Ăn thêm mấy hiệu này. Rất là ok. Cố gắng ăn nốt mấy con hiệu này cho nó ăn vàng xong được, xin nhựa giò. Cứ từ từ, không phải gì phải vội cả. Bạn đi đàn mà. Nghĩa đây là bài 1L bánh xe đấy từ bầu hòa đối về sẽ là lý nhất. Chào anh Duy Nguyễn, chào anh em, chào bình luận viên, chào anh. Hello mọi người. Chúng ta đã giành chiến thắng ở trong trận đấu thứ hai kịch tính với tỷ số là 3-2. Theo đúng cầu. Bạn giò đã có và đẩy đuôi hơn đúng rồi. Chém kẹp xăm một con bấy hiệu đầu này mà anh Hòa LV không tìm thấy. Và có hàng sư tử đây, đang tìm xem nhà nào kẹp xăm ở giữa nhà mình và nhà chim chảy nắng đến từ bầu Hòa LV. Và một cái ruộng, kín luôn. Mặt kia chắc là kín rồi. Và một cái ruộng đây đã. Xem nhà nào kẹp xăm hay không. Thì cảm ơn anh Duy Đạo đã gửi tặng cái thủ chim chảy nắng 50 sao. Vâng, dường như không có nhà nào kẹp xăm đâu. Có bãi quả giữa hai nhà này mà không thấy ăn. Hình như là không có nhà nào kẹp xăm rồi. Và bầu 2 đang chọc vào nhà của bầu Hòa LV. Đó là đại lý Tiêu Phong. Đại lý Tiêu Phong là người được cầm ban đi ra. Hai bàn đối đầu nhau cái này không có kẹp xăm nhá. Không có kẹp xăm. Và 1L bắt đầu được cấp bánh xe đúng như dự đoán của mình. Đến từ bầu Hòa LV. Hải không bao giờ chào tôi câu nào cả. Vâng, ok, chào anh Tuấn Đức. Hello anh cứ nói thế. Vâng, đang đợi để đóng P hay làm gì đây. Đấy, cùng chờ xem. Nó đã có và đẩy đi luôn. Vâng, he he thắng lại 27-36 đang đối đầu màu 3, đó chính là bầu thắng đêm dài. He liên tục những trận đấu đối đầu với bầu thắng đêm dài và đang đợi lạc đà mình đến. Lạc đà he đâu rồi, lâu thế nhở? Nó chạy đến đây chưa? Lạc đà đã có và he sẽ thả luôn vào khu vực ăn hoang này và một tơn vào bãi vàng. Và đội bạn cũng đã có lạc đà đứng kê rồi. Ví dụ như giò kìa, he không để ý tương nhựa giò của mình. Cháo gà là gì? Vâng, cháo gà là một món phải nói là cực kỳ tởm. Cháo gà là một món cực kỳ tởm các bạn ạ. Nghe thì có vẻ ngon đấy, nhưng cháo gà đau lắm. Ở đây ví dụ như he đang ăn cháo gà. Vâng, lạc đà sắp chết rồi, nhưng chính xác hơn là bầu thắng những người đang ăn cháo gà. Vâng, đây là những câu nói vui trong team BTB có thể nói với nhau. Mọi người nói được câu này vì có một buổi đi ăn cháo gà. Và khi mà ăn cháo gà thì nói chuyện cười nhiều quá, nó phọt hết cháo gà, nó đầy áo. Có cái thủ từ đấy phát một cháo gà đến sớm đó. Bích nhỏ quá hẳn ba triệu. Alo. Bóng Bích không bé, tham lại 30-36 dành cho game thủ he he. Lạc đà là khá nhiều và đang chém đầu cánh. Anh Kiên KS đang bị màu 3 vào nhưng đã vẩy e được rồi. Tham lại 24, màu 3 là bầu thắng đẹp trai. Xin cảm ơn anh Xuân Nam gửi tặng chim trẻ nắng 100 sao. Vâng, em sẽ không chào hết được mọi người, mong em thông cảm nha. Vâng, chim trẻ nắng còn yên ổn không? Chim trẻ tham lại 38-48 rồi. Đội bạn có BB cầm Baby Lon và Hồng Anh cầm Super. Vâng, 32 dần từ BB, tham lại đội bạn đang đè. Màu 4 và màu 1 đang nở ra. Đó chính là BB và Hồng Anh. Vâng, bầu tựa Hòa LV, tham lại 22 khi được cầm Bài Bình Đàn đang chém được màu 2 của đại lý Tiêu Phong. Rất khỏe cho bầu Hòa LV rồi. Lạc đà đang có đây chơi luôn. Ông đội bạn là 3 lạc đà, 4 lạc đà té đi anh ơi. Vâng, té. Vâng, màn máy của he he để xem he chém bầu thắng đẹp dài thôi. Rồi bầu thắng đẹp dài chết luôn tờ này này. 38-40 rồi he he. Hit đi đầu cánh đánh chém cực khỏe lên chặt gỗ và lên cả cung R nữa mà chơi thôi. Vâng, xin cảm ơn anh Trần Tuấn Nam đã gửi tặng cái thủ chim chảy nắng 100 sao ạ. Tham lai mình đang đè lên khi mà bầu thắng đẹp dài mất tham rất sâu. Bầu thắng đẹp dài mất tham rất sâu rồi. Tham lai chúng ta đang đè lên. Cố gắng lên nào mọi người. Đây là trận thiếu đầu tiên trong trận đấu thứ ba. Vâng, vào luôn trong cánh. Vào luôn trong cánh rồi. Anh kia cái tham lai 21. Ô, mất tham thì cố gắng nở lại đi anh. Bài chui hông kịch góc này đến từ anh Kiên Ghét. Vâng, sẻ cũng bo cùng anh Kiên Ghét ở đây. Đây là chim thủ chim chảy nắng, như vậy là sẻ đang bị màu 4. Game thủ Hồng Anh công thẳng vào khu vực nhà BA của mình. Tuần này thì chưa chắc sẻ đã đỡ được, mặc dù đây là cung lời Hitty. Vâng, đang rèn giữ và lấy dân để đỡ. Cộng với đó là những con lạc đà màu 3, màu thắng đẹp dài lao vào, dường như chỉ có một con thôi. Đang cố gắng điều đến từ game thủ chim chảy nắng để chơi lại tuần này, nở thêm một tơn quân mới ra. Hy vọng sẽ đỡ được nhà. Vâng, Hồng Anh đang không để ý cho cung lời của mình. Trong nhà sẻ lủng thế nhờ, thằng 34 đến từ game thủ chim chảy nắng mà thôi. Đỡ được nhà đến từ cái thủ chim chảy nắng, chắc chắn là đỡ được. Nhưng Hồng Anh đã đẩy thêm một tơn nữa lên, dường như Hồng Anh đi dâng Nga. Liệu Hồng Anh có phải đi dâng Nga không nhở? Chắc không phải chứ. Vâng, bắt con cung lời ít máu của cái thủ Hồng Anh vẫn đang đẩy cung lời quá đều vào nhà BA của cái thủ chim chảy nắng. Bầu Hòa LV có chém về thủ không? Tham lai 21 đến từ bầu Hòa LV. Có khoanh trộn tròn thì được cầm Pai Miran ở đây. Vâng, he he. Tham lai là 44. Vâng, vào chém cho Hồng Anh đi dâng Nga rồi.
Vâng, Hồng Anh đi cho Nga bảo sao mà Đông Quân vào nhà cái thủ chim sẻ nắng như vậy. Và cả mùa 2 nữa. Đại lý tiểu phòng cập bàn đang vào đây. Đội bạn toàn là đá bàn thôi. Toàn những con là đá bay. Vâng, sẻ tham lai 35. Và Hồng Anh và đại lý tiểu phòng sẽ kết hợp để đánh vào nhà sẻ. Còn liệu game thủ he he chém được BB hay không cơ. Còn sẻ tên này thủ kiểu gì. Còn loanh quanh có khi vẫn thủ được nhà nhưng thủ chim sẻ nắng thì kinh quá. Vâng, đại lý tiêu phòng còn khá nhiều lạc đà ở đây. Bắt những con lạc đà đại lý tiêu phòng trước. Hồng Anh tính xong. Vâng, chơi luôn. Vâng, vừa hít tì giữ dân em ơi. Vâng, thẳng 3-4 đến từ thủ chim sẻ. Hồng Anh cũng đang không để ý trong những tình huống kết hợp quân này. Sẻ còn khoanh ruộng nhưng hết gỗ. Thực sẽ là nhiều nhưng gỗ là không có. Thì thủ chim sẻ đang nhận được gỗ đến từ đời game thủ he he. Vâng, lên cả giáp luôn. Hồng Anh cũng rất đông cung ở đây khi được dâng Nga. Bài đấu mà Hồng Anh cầm Superian dâng Nga. Vâng, he he thì sao? Vâng, he vào chém thẳng BB tuần này. Còn lạc đà của Hitty đến từ thủ he lao vào phay thẳng cung của BB. BB là bài cầm Babylon thôi. Loại cung bình thường. Vâng, anh kiên ghé tham lai 21. Rất vất vả với những con lạc đà bầu thắng đêm dài. Bầu thắng đêm dài sẽ chém khỏe thế nhờ. Vâng, anh Hòa LV. Đây rồi, vào ốp BB cùng game thủ Hồng he he. Vâng, he he và bầu Hòa LV kết hợp đánh BB tuần này. Rất đông lạc đà vào lạc đà Pan và lạc đà Hitty. Bài Pan tham lai 22 cũng đang khỏe. Đại lý tiêu phòng cũng đang tích được khá nhiều lạc đà. Vâng, quan trọng là cậu sẻ phải thủ được nhà. Tham lai 34/64 để cho thủ chim sẻ nắng. Như vậy là sẻ vẫn đang thủ được nhà ở trong trận đấu này. Vẫn còn dần ăn gỗ. Vâng, đồng đội có gỗ thì múp cho chim sẻ và lên chặt gỗ hai luôn. Hôm nay liều mạng thế nhở. Đánh quá khỏe thì thủ chim sẻ nắng. Kinh khủng thật, một tuần này vẫn thủ được nhà tham lai 37. Thậm chí còn bắt quân của thủ he he. À xin lỗi, của thủ Hồng Anh luôn. Sẻ đánh hay quá, tham lai. Vâng, tham lai bên mình đang đè lên. Vâng, tham lai bên mình đang đè lên. Và một lần nữa anh em đang hỏi khá nhiều về con số mà tôi thích. Thì ngày hôm nay tôi thích con số đó chính là 24. Và tôi không khuyến khích anh em đánh lô. Một lần nữa xin thông báo lại, tôi không khuyến khích anh em đánh lô. Anh em nào đánh có, nếu như nó không nó về thì xin chúc anh em. Còn nếu như mà nó không về thì hy vọng anh em cũng đừng chạy bóc Hải Ma Dù quá nhiều. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tham lại 42 thì đủ chim sẻ bây giờ sẽ nở lại. BB thì bị he he và bầu Hòa LV chém chắc là cũng giặt dẹo rồi. Đây là nhà tham lai 45 đến từ cái thủ he, bài cầm Hitty đầu cánh chém cực kỳ bay. Đến từ cái thủ he, chém chết bầu thắng đêm dài và vào kết hợp cùng bầu Hà LV chém vào nhà cái thủ BB. Bây giờ sẽ là đen BL của bầu thắng đêm trái luôn. Và bầu Hà LV tham lai 18 được cầm pan ở đầu cánh rất khỏe. Tham lai càng đánh càng đè nhưng BB đang có tham lai cân chim trẻ tầm 4 xích. Vâng, đây là anh kiên ghé tham lai 21 thôi. Bài cầm cung R của Egypt chui hốc nhưng mà không quá to. Quan trọng là sẻ thôi. Vì đơn giản đây là những kèo gánh tạ mà. Nó biết là có kèo tạ rồi vẫn phải cố gắng thi đấu, mất tham phải chịu chứ không thể chỉ trích được. Vì đơn giản là tạ. Nói thẳng là đơn giản là tạ. Mình chấp nhận. Rồi lại đạp bàn lại đi tiêu phòng còn nhiều. Nhưng quản bóng hai đấy mọi người ơi. Có hai đông lạc đà đấy. Trẻ tới đây mình nghĩ là thủ thoải mái trước cũng Hồng Anh. Quan trọng là lại đạp bàn đông quá. Còn lại lý tiêu phòng thì không biết những cơ sở làm ăn để chim trẻ để chém được nhiều hơn. Trẻ sẽ lừa và bắt hết tơn lạc đà này thôi. Cũng R Hitty giáp hai. Nó cũng khá là chất lượng nhưng mà sẻ hãy cẩn thận. Ui dồi dân em ơi. Đại lý tiêu phòng đang muốn chém tờ này. Hồng Anh thì không có cửa để chơi game thủ chim sẻ nào. Nhưng quan trọng là đạp bàn rất rất đông các bạn ạ. Bắt đi bắt bắt. Vâng, bung nhà chính vào trong này để ăn gỗ một cách ngon nghẻ hơn. Đứng trên con dốc này rất vất vả. Vâng, he he. Tham lai 53 đến từ cái thủ he lên chặt gỗ. Vâng, bầu Hòa LV tham lai đang là 10. Vâng, vào chém BB. Úi dồi ôi, là đạp bàn vào phay tờ này. Úi dồi ôi. Thơm, tên này tôi đánh giá là thơm. Dường như đội bạn xách quân đi, à không, BB vẫn còn quân ở nhà, tôi tưởng BB xách quân đi ốc chim trẻ mà bảo sao BB vẫn quân ở nhà. Vâng, anh kia nghe tham lai 26, cố gắng đỡ lại đi anh. Vâng, chim trẻ nhà tham lai 51, lên bản đồ các kiểu đà điểu, nhận được vàng đến những người đội mình, phải lên cả giáp 4 không. Và đại lý tiêu phòng đông là đà phết đấy. Tham lai mình càng đánh càng đè thôi. Vâng, đè này he he, đục vào nhà màu 4 của game thủ Hồng Anh, một cái hốc ở đây. Chắc chắn là sẽ vào được, he khỏe hơn game thủ chim trẻ nhà ở trong trận đấu này với tham lai 60 của mình. Đây rồi. Vào cả nhà Hồng Anh và cả nhà BB ở tuần này. Với bấy nhiêu lạc đà của game thủ he lao vào thì tôi nghĩ là đội bạn sẽ khó để đỡ. Và bây giờ thì Hồng Anh và đại lý tiêu phòng quay lại đánh he he. Nhưng mà tuần này BB dân này, ui rồi ôi, mút. Vâng, lạc đà, đóng BK đến từ game thủ BB, bịp. Vâng, BB đóng K đi nhá. BB đã đóng K nhưng mà tuần này BB bị lọt ruộng chính pha vẩy en đến từ he he. Ôi thằng he này, vẩy en quá tởm đến từ he he, tôi thề với bạn luôn. Tại sao lại tạo ra cái thằng nào nó bẩy em khốn nạn như he he được nhở? Quá kinh khủng tởm đến từ he, còn biết đôi bạn là đen cái ruộng nào để he vẩy e trước. Vâng, he có biết đôi bạn đen cái ruộng nào để em có thể vẩy e trước được cái ruộng đấy. Kinh khủng tởm đến từ he he. BB đang đào rất nhiều vàng đây và BB đang muốn lên 4.
Vì đang muốn lên 4 tuần này và hè nào mà phay luôn. Bầu Hà LV chắc cũng đang có mặt ở đây. Không, Bầu Hà LV đang chém lại nhà bầu 2 của đại lý Tiêu Phong. Chim trẻ nhắng, tham lái 72/76. Vâng, đang muốn đi ốp nhưng bắt Lạc Đà Pan dọc đường đi trước. Rồi, bắt Lạc Đà Pan này của đại lý Tiêu Phong vào đây. Vâng, cũng là hit của cái thủ Chim trẻ nắng và phải đi ốp thôi. BB cầm Babylon và dường như BB lên 4. Vâng, tham lái mình đang đè nhưng chưa chắc chúng ta đã thắng. Pha giải E là hay đến cái thủ Chim trẻ nắng nhưng chưa ăn được những con lạc đà của đại lý Tiêu Phong. Trẻ đang muốn đi ốp tuần này, nhanh lên thôi. Vâng, anh kia ghé tham lái 40 rồi cũng đã bắt đầu nở lại và bắt những con lạc đà của bầu thám đẹp trai. Tham lái 39 ung ruộng ra thôi. Vâng, he he, tham lái 46 đến từ cái thủ he he. Vâng, chém banh bét nhà cái thủ BB luôn và BB lên 4 xong. Lên 4 xong đến từ BB và BB đã đi sai. Lên 4 xong với quyết đến từ BB và 1-0 trận đấu thứ ba dành cho Liên Quân Chim trẻ nắng he he cộng các bầu. Một trận chém tốt đến từ cái thủ he he và bầu Hoàn LV. Cộng với đó là những tình huống thủ dẻo đến từ cái thủ Chim trẻ nắng, chúng ta có chiến thắng ở trong trận đấu này. Và mở tỷ số trong trận đấu thứ ba, trận đấu bản lề buổi chiều hôm nay 1-0 trong trận đấu thứ ba. Sao lại mất chữ này? Tôi không hiểu sao lại mất chữ ạ. Một không trong trận đấu thứ ba, và chúng ta cũng chờ đợi đến trận thiếu tiếp theo, trận thiếu thứ hai trong trận đấu này.